Huawei vượt Apple thành nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới. Quý 1 năm 2019, Huawei Technology Score vượt qua Apple trở thành nhà sản xuất di động thông minh, smartphone, lớn thứ hai thế giới, thu hẹp khoảng cách với công ty dẫn đầu Samsung của Hàn Quốc, theo Bloomberg. Theo ước tính của hãng nghiên cứu IDC, trong quý đầu năm, doanh số smartphone của Huawei đã tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Huawei cũng là công ty duy nhất trong top 4 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới có doanh số tăng trong bối cảnh doanh số thị trường toàn cầu giảm quý thứ 6 liên tiếp. Thời gian gần đây, Huawei đã dần thu hẹp khoảng cách với Apple và Samsung với việc cho ra mắt hàng loạt dòng sản phẩm cao cấp, đặc biệt là ở thị trường quê nhà Trung Quốc. Trong khi đó, mới đây Apple dự báo doanh số iPhone trong quý 1 sẽ vượt dự báo của các nhà phân tích, cho thấy nhu cầu smartphone này đã ổn định trở lại sau kỳ nghỉ lễ gây thất vọng còn doanh số smartphone của Samsung cũng tăng mạnh trong quý đầu năm so với quý tư năm 2018 nhờ việc ra mắt SAMSUNGS10 hồi tháng 2 IDC dự báo Huawei sẽ duy trì ở vị trí nhà sản xuất smartphone thứ hai thế giới trong suốt năm 2019. Nguồn IDC Thị trường smartphone tiếp tục gặp thách thức ở hầu hết các khu vực trên thế giới, nhưng Huawei vẫn tăng doanh số 50%. Ryan Wright, phó chủ tịch tại IDC, cho biết, thứ hạng mới của ba công ty Samsung. Huawei và Apple có thể sẽ duy trì trong suốt năm 2019. Trước đó, hôm 22 tháng 4, tập đoàn Huawei công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, cho thấy tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh bất chấp sức ép chính trị từ Mỹ. Huawei cho biết đạt doanh thu 179,7 tỷ nhân dân tệ, gần 26,8 tỷ đô la Mỹ trong quý đầu năm, tăng 39% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số smartphone của hãng trong quý đạt 59 triệu chiếc tỷ suất lợi nhuận dòng của công ty trong quý đạt khoảng 8%, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2018.